Ngày 17 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo nhà nước về du lịch đã chủ trì cuộc họp bàn về phục hồi du lịch và thực hiện các nhiệm vụ được giao tại nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Chỉ trong 7 tháng năm 2022, ngành du lịch đã phục vụ gần 72 triệu lượt du khách trong nước, vượt kế hoạch đề ra cho cả năm là 60 triệu lượt khách. Du khách quốc tế đạt 733.000 lượt tổng thu đạt khoảng 316.000 tỷ đồng. Về kết quả thực hiện nghị quyết 08 của Bộ Chính trị trong quá trình triển khai còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ, liên quan đến quy định xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú nhằm tạo thuận lợi hơn cho du khách quốc tế, cần lập cơ quan đại diện du lịch ở một số thị trường có tiềm năng lớn, cần có cơ chế liên kết vùng về du lịch. Đối với cơ cấu tính giá điện cho dịch vụ cơ sở lưu trú du lịch, sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thành trình Thủ tướng trước khi quyết định việc điều chỉnh ngang bằng với giá điện sản xuất. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các hiệp hội doanh nghiệp du lịch phải chủ động nghiên cứu đề xuất rất cụ thể về chính sách ưu đãi về thuế, phí, tiền thuê đất, yêu cầu ra soát đánh giá lại thực trạng hoạt động của các hộ kinh doanh du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh chủ động phối hợp hỗ trợ các nhóm doanh nghiệp du lịch nòng cốt để hình thành các tuyến du lịch trọng điểm liên kết giữa các địa phương khởi động lại hoạt động số hóa di sản với sự tham gia của doanh nghiệp du lịch để phục vụ các sản phẩm du lịch mới